Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự cuối ngày được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về các đề án trình hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia phục vụ đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Sau hơn 2 năm thí điểm tự chủ, Bệnh viện Bạch Mai đã xin dừng và đề xuất chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về các đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề án tổng kết thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên, đề án tổng kết thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị đánh giá đề án đã bám sát và thực hiện đúng cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, hiến pháp năm 2013, văn kiện đại hội 13 của Đảng và tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bám sát tình hình thực tiễn đất nước và thế giới, vừa kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới, vừa tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, từ đó xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, định hướng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong giai đoạn mới, góp phần tạo động lực đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Bộ Chính trị cho rằng các nội dung trong đề án là những vấn đề lớn, khó, phức tạp, từ đó thống nhất với những nội dung gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh là đúng, đa số đồng thuận thì đưa vào đề án và thống nhất thông qua để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 xem xét ban hành nghị quyết. Về đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của nước ta trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Bộ Chính trị thống nhất thông qua đề án để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 xem xét ban hành nghị quyết với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành công nghiệp hóa và kết thúc giai đoạn đầu của quá trình hiện đại hóa. Đến năm 2045, cơ bản hoàn thành quá trình hiện đại hóa, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là một trong những trung tâm lớn của khu vực châu Á về sản xuất thông minh và dịch vụ thông minh, xây dựng được nền nông nghiệp hiện đại, phát triển thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Về đề án vùng Tây Nguyên, Bộ Chính trị đánh giá vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước. Bộ Chính trị nhất trí với mục tiêu đưa vùng Tây Nguyên đến năm 2030 phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế gắn với trung tâm chế biến. Một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số cơ bản được hình thành, đẩy mạnh việc giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học được bảo tồn và phát triển. An ninh nguồn nước được bảo đảm, an ninh khu vực biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Về đề án vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa vùng Đông Nam Bộ là động lực tăng trưởng lớn nhất của cả nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội 13 thông qua, Bộ Chính trị nhất trí với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế, có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Văn phòng Quốc hội vừa có thông cáo về chương trình phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, dự kiến phiên họp khai mạc sẽ diễn ra vào thứ Hai ngày 12 tháng 9 và bế mạc vào ngày 15 tháng 9 để xem xét cho ý kiến về những nội dung sau. Về giám sát chuyên đề,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Về xem xét các báo cáo định kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2022. Các báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác năm 2022. Các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022. Báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2022. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội, xem xét các báo cáo của Chính phủ về chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-2021 và Nghị quyết số 24-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động. Báo cáo tác động chính sách khi thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, theo quyết định số 861 của Thủ tướng. Ngày 4 tháng 6 năm 2021, phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia phục vụ đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội nghị. Cho ý kiến về phạm vi giám sát, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết triển khai giám sát về năng lượng tái tạo. Trước năm 2019-20 thì nó chưa bùng nổ như bây giờ, nhưng bắt đầu từ năm 2019-20 cho đến bây giờ thì cái vấn đề năng lượng tái tạo nó là một vấn đề bùng nổ. Nó giải quyết được rất nhiều cái lợi ích, nhưng nó cũng bộc lộ rất nhiều các cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét lại. Việc mà chúng ta tổng kết một cái giai đoạn cũ để chúng ta chuyển sang một giai đoạn mới và trong tương lai đối với cái năng lượng tái tạo cũng như là theo cái nghị quyết 55 thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà để vào cái phần năng lượng tái tạo ở trong cái báo cáo này là một vấn đề. Một số đại biểu cho rằng nên đặt vấn đề phát thải lên trước vấn đề tiết kiệm năng lượng và đặc biệt cần quy định chi tiết hơn về cơ chế, chính sách trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đề nghị tức là nên thiếu thế thì nên để cái phần là bảo vệ môi trường giảm phát thải trước cái phần là sử dụng là năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Đấy. Thì nếu mà có cái thì có hai phương án để nhấn mạnh hơn cái phần bảo vệ môi trường trong cái phát triển điện thì đây là một trong những vấn đề rất là nóng. Phải yêu cầu thêm là phần bảo vệ môi trường, phần kiểm soát, phần các phần bản pháp luật nó phải hoàn toàn khớp với nhau để cho cái phần kiểm soát đó. Thì thí dụ như cái phần liên quan bảo vệ môi trường, mọi người thường quan tâm nhiều đến cái phần khí thải của nhiệt điện. Nhưng thực ra trong cái vấn đề môi trường của nhiệt điện thì nó có vấn đề là khi cần phải xử lý khí thải, chúng ta hoàn toàn thì bây giờ đã được kiểm soát rất kỹ, đầu ra có đo tự động và kiểm soát rõ ràng rồi. Nhưng mà từ khí thải thì các quá trình xử lý khác nhau lại dẫn đến cái các chất tiếp theo phải xử lý trong nước thải. Và đôi khi chúng ta không chú trọng nhiều lắm đến vấn đề tiêu chuẩn về nước thải. Và chúng ta có thể đánh giá kỹ hơn trong đợt tới này và đồng thời là cái biện pháp sẽ rõ ràng hơn. Để cần thiết. Rất mong là trong cái nội dung này thì đoàn chúng ta cũng vì chúng ta ở đoàn lắm Quốc hội thì đánh giá luôn những cái bất cập của thể chế giai đoạn trước. Nó cũng coi như các thể chế đấy cũng là một đối tượng để chúng ta giám sát và chúng ta báo cáo với Quốc hội cái này. Đấy, luật điện lực, luật đấu thầu, luật dầu khí trước đây, luật khoáng sản vân vân và luật bảo vệ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vân vân, một loạt luật. Đấy, thì kể cả luật đất đai thì chúng ta đang chuẩn bị sửa rồi, cũng đã thấy rồi thì cái phần này liên quan năng lượng báo cáo các ông chí các khung luật này nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến phát triển năng lượng, bởi phát triển năng lượng về cơ bản là những dự án rất lớn và vốn rất lớn và thu hồi vốn rất lâu. Một số đại biểu đề nghị đoàn giám sát cần quan tâm đến thị trường năng lượng, làm rõ nguồn lực hạ tầng để phát triển, cũng như khả năng cạnh tranh của ngành.
Cũng trong sáng nay, ngay sau hội thảo chuyên gia của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021, đoàn giám sát chuyên đề đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đoàn giám sát sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm như việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các công văn hướng dẫn việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan. Bên cạnh đó sẽ khảo sát xem xét đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 bao gồm quy hoạch tổng thể và quy hoạch các phân ngành năng lượng, cung cầu và an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả bảo vệ môi trường, giảm phát thải, khoa học công nghệ trong phát triển năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng, hợp tác quốc tế và một số dự án năng lượng trọng điểm. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên đoàn giám sát bám sát đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với chính sách pháp luật về phát triển năng lượng, chủ động đổi mới cách thức, phương pháp triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, lựa chọn các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm mục đích yêu cầu giám sát, phân công phối hợp triển khai thực hiện khoa học chặt chẽ, tránh chồng chéo. Thưa quý vị và các bạn, do lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, do nhu cầu đi lại trên các tuyến đường cao tốc ngày càng nhiều hơn so với khả năng mở rộng và nâng cấp của các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Tây Nam Bộ, nên hiện đã có dấu hiệu xuống cấp và quá tải. Tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào các ngày lễ Tết. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Mỗi ngày, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ước tính có 40.000 đến 50.000 lượt xe di chuyển. Mặt đường cũng có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Tuy nhiên do đã dừng thu phí nên phương tiện vào đây cũng ngày một đông hơn. Hiện nay cái tuyến đường nó xuống cấp khá chậm chậm, đường nó không có được bằng phẳng. Và đặc biệt là cái tuyến mà Trung Lương Mỹ Thuận nó kéo dài hơn 50 cây số, tuy nhiên là nó không có những cái làn dừng khẩn cấp. Bên cạnh đó thì đường của nó có hai làn xe, tuy nhiên cũng là khá hẹp. Thì tôi cảm giác là đi cái tuyến này thì mình không cảm thấy an toàn lắm. Còn với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, dù mới đưa vào hoạt động hơn 3 tháng, thế nhưng lưu lượng xe đã vượt quá dự kiến tới năm 2025 khi mỗi ngày có hơn 30.000 lượt xe, khiến cho cao tốc và các phương tiện lưu thông tại đây bị chậm. Cao tốc lại thành thấp tốc. Có những chỗ gần như là đi bám sát nhau có khi đến 30-40 mét. Và đối với vận tốc mà hiện tại đang cho phép lưu thông là tối đa 100 thì đi bây giờ vận tốc nói chung là cũng không đạt được, tại vì đối với cái phương tiện nó dày quá. Lưu lượng phương tiện qua lại thì lớn, tuy nhiên thì tại một số khu vực trên cái tuyến đường cao tốc nối về các tỉnh miền Tây như thế này thì lại không có cái làn dừng khẩn cấp mà chỉ có điểm dừng khẩn cấp. Điều này gây bất tiện cho một số phương tiện qua lại, và khi có sự cố xảy ra thì sẽ rất khó để xử lý cho kịp thời. Mà mỗi lần xe có 35 mét và không có làn khẩn cấp thì trên tuyến thì khoảng 10 cây số mới có những điểm khẩn cấp thôi. Như chính vì có những điểm khẩn cấp này thì nó rất là khó khăn khi mà có xảy ra tình huống cứu hộ cứu nạn. Do đó mà các cái loại phương tiện hiện nay họ cũng đang dè chừng khi đi vào cao tốc, có trường hợp xảy ra có gì đó thì sẽ bị ùn tắc giao thông. Để khắc phục tình trạng này, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang đều đang có kiến nghị đề xuất khẩn cấp mở rộng, nâng cấp hai tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông, đồng thời kết nối đồng bộ cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian sắp tới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải khu vực phía Bắc được giao quản lý quốc lộ khắc phục ngay hạn chế trong công tác quản lý bảo trì. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, chất lượng bảo trì các tuyến đường quốc lộ của các sở giao thông vận tải khu vực phía Bắc còn khác nhau. Một số sở giao thông vận tải vẫn làm chưa tốt công tác này. Bên cạnh đó, thì việc quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ vẫn chưa quyết liệt và triệt để. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ thiết bị, máy móc, vật tư, nhân lực, vật lực tại công trường, bố trí cán bộ đủ năng lực điều hành thường trực tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành thi công, kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống lụt bão, khơi thông dòng chảy và xử lý hành vi vi phạm đến hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố, nhằm chấn chỉnh, không để ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước mưa, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân và hình ảnh của thành phố du lịch.
Theo xác định của thành phố Đà Lạt, thì nguyên nhân gây ngập úng tại một số địa bàn trung tâm thời gian qua là nhiều nguyên nhân như hành lang suối lâu ngày không được dọn dẹp, bị các công trình cơi nới làm thu hẹp dòng chảy thoát nước, nhất là tình trạng lấn chiếm xây dựng công trình, nhà kính vi phạm hành lang chỉ giới suối. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa kèm theo những cơn mưa có lượng nước rất lớn. Thưa quý vị, đây là suối Cam Ly có nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa cho trung tâm thành phố Đà Lạt. Nhìn bình thường thì dòng suối này rất là êm ả như thế này, nhưng vào những trận mưa lớn ở trên địa bàn xảy ra thì cái lượng nước dồn về đây rất là lớn, chảy xiết. Bên cạnh đó, trên địa phương thời gian qua, việc xây dựng nhà kính ồ ạt cũng góp phần khiến cho cái lượng nước đổ về cái dòng suối này càng ngày càng nhiều. Theo tôi được biết đó, thì vào mùa mưa lớn thì tất cả các dòng suối và Đà Lạt mình đều dồn về đây cả. Thế ra thì nếu mà mưa lớn đó, nước chảy rất là nguy hiểm chứ. Người xuống là người ta sẽ trôi trong ngay lúc bất cứ lúc nào thôi. Vì cái nhà kính tôi nghĩ là dù muốn được không nó cũng ảnh hưởng một phần nào thôi. Nhằm khẩn trương ứng phó với tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã triển khai một cách đồng bộ nhiều biện pháp để ứng phó. Trong đó, việc khẩn trương nạo vét dòng suối Cam Ly để khơi thông dòng chảy là một giải pháp được xem là hữu hiệu nhất đang được thành phố Đà Lạt triển khai khẩn trương. Hiện việc khơi thông nạo vét lòng suối Cam Ly đang được giao cho công ty môi trường đô thị thành phố Đà Lạt tập trung mọi phương tiện, máy móc và nhân công để triển khai. Được sự chỉ đạo của Ủy ban thành phố thì công ty chúng tôi đã triển khai nạo vét cái suối từ ngày 6 cho đến ngày hôm nay với cái khối lượng ước là khoảng được 150 mét khối. Và trong thời gian sắp tới thì đang tận dụng cái thời tiết thuận lợi là sẽ bố trí tăng cường thêm cái xe máy để tăng khối lượng vận chuyển. Trong thời gian đang làm và trong thời gian tới sẽ giải quyết tập trung cái vấn đề nhất là nạo vét dứt điểm cái dòng suối Tô Cam Ly. Vấn đề thứ hai là để chúng ta phân chia cái dòng chảy nó phù hợp hợp lý thì hạn chế ngập lụt. Vấn đề thứ ba là tiếp tục khẩn trương là xử lý một số cái nắp cống, một số các cái hố ga nạo vét kịp thời để tránh ngập lụt tạm thời ở một số tuyến đường chính. Vấn đề thứ tư là tiếp tục kiểm tra lại cái quy hoạch, đặc biệt là một số các cái hồ mà nằm trong quy hoạch phải nạo vét lại, ví dụ hồ Vạn Kít, hồ Thăng Thở, thành lập cái tổ công tác của từng phường xã một để kiểm tra, rà soát lại một số các công trình vi phạm với lỗi suối. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng giao cho các phường xã vận động và yêu cầu người dân cam kết bỏ rác thải, rác sinh hoạt đúng nơi quy định, không vứt rác xuống lòng suối, gây ách tắc dòng chảy, dẫn tới ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xả rác, lấn chiếm chỉ giới suối. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K là hai trong bốn bệnh viện được thí điểm tự chủ toàn diện từ đầu năm 2020, nhưng đến nay không hoàn thành được mục tiêu. Sau hơn 2 năm thí điểm, Bệnh viện Bạch Mai đã xin dừng và đề xuất chuyển sang thực hiện theo Nghị định số 60 về mô hình đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên. Câu hỏi đặt ra là tại sao một bệnh viện hạng đặc biệt là Bạch Mai lại xin dừng tự chủ toàn diện sau 2 năm thí điểm? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và lý do từ những người trong cuộc. Một trong những nguyên nhân khách quan tác động trực tiếp là thời điểm năm 2020 khi bệnh viện bắt đầu thí điểm tự chủ toàn diện thì bùng phát đại dịch COVID-19. Mọi hoạt động khám chữa bệnh bị đóng băng, nguồn thu từ 4.000 tỷ đồng năm 2019 sụt giảm xuống còn 50% trong năm 2020-2021. Ngoài nguyên nhân khách quan nêu trên, các khó khăn liên quan tới công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư y tế vì gặp nhiều khó khăn. Nhiều thiết bị y tế trước đây bị đắp chiếu do vướng thủ tục pháp lý khiến công suất của bệnh viện giảm mạnh. Đầu năm 2022 cho đến nay, bệnh viện cũng không còn nguồn thu từ xã hội hóa thiết bị y tế nên việc chi thường xuyên bị mất cân đối. Bệnh viện Bạch Mai cũng là một cái bệnh viện mà thực hiện cái xã hội hóa, cái liên doanh liên kết y tế rất nhiều. Do vậy thì giai đoạn hiện nay là một cái giai đoạn mà hết sức là khó khăn, nhiều công ty không chào bán trong giai đoạn vừa qua, rồi những cái thiết bị y tế thì của chúng tôi vướng vào các cái vấn đề tư pháp thì cũng phải tạm thời dừng hoạt động. Ngoài ra, bệnh viện này cũng cho rằng khi bắt tay vào tự chủ gặp rất nhiều vướng mắc về các quy định tính giá dịch vụ khám chữa bệnh. Với mức giá viện phí xây dựng từ năm 2019, chỉ được tính 4/7 yếu tố cấu thành, ví dụ như
thuốc, vật tư, điện, nước, bảo trì thiết bị, lương, phụ cấp. Còn các yếu tố khác như sửa chữa lớn tài sản cố định, khấu hao tài sản, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học đến nay không được đưa vào xây dựng tính giá nên bệnh viện dù có đông bệnh nhân cũng không đảm bảo nguồn chi. Như trước kia là cái giá dịch vụ một cái siêu âm chẳng hạn thế những năm 2010 thì với giá là 150.000. Sau đó thì có điều chỉnh xuống 110.000. Nhưng gần đây từ 2 năm nay lại điều chỉnh xuống giá bằng giá mức bảo hiểm y tế 43.000. Thì thu được từ phía người bệnh những cái dịch vụ sau đó khấu hao trừ đi máy móc rồi trang thiết bị tất cả mọi thứ để chúng ta có một phần để chi cho con người, nhưng cái phần đó thì nó nhỏ đi nhiều, do vậy rất nhiều các nhân viên y tế thì họ cũng thấy rằng là cái mức chi phí như vậy so bên ngoài rất là thấp, cho vậy có một số hiện tượng nhân viên y tế đã bỏ việc từ bệnh viện công chuyển sang bên cái bệnh viện tư. Chúng ta nên tính đúng, tính đủ 7/7 yếu tố cấu thành giá, chúng ta thu mới có 4/7 yếu tố cấu thành giá của bảo hiểm y tế. Do vậy thì với một cái bệnh viện tự chủ thì để chúng tôi vận hành được mà chúng tôi thu theo cái giá đó, bảo hiểm thu theo cái giá đó, được thanh toán bảo hiểm theo giá đó thì chắc chắn là sẽ rất khó cho các bệnh viện, đặc biệt đối với bệnh viện tự chủ về vấn đề tài chính. Do nguồn thu giảm nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề nhân lực của bệnh viện. Thống kê trong 2 năm qua đã có hơn 200 cán bộ y tế, người lao động xin thôi việc và chuyển công tác bởi lý do thu nhập không tương xứng. Trong đó có cả người với trình độ là phó giáo sư, tiến sĩ. Lãnh đạo bệnh viện cũng cho rằng nếu tiếp tục tự chủ thì phải tăng doanh thu và sẽ gây khó khăn cho bệnh nhân nghèo. Với những nguyên nhân chủ yếu trên, Bệnh viện Bạch Mai đã đề xuất xin rút thực hiện tự chủ toàn diện. Sáng nay 10 tháng 9 tại Hà Nội, 13 cá nhân tập thể tiêu biểu đã được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam. Đây là chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban thi đua khen thưởng Trung ương và Báo Lao động tổ chức nhằm tôn vinh các cá nhân tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay cũng đã 1 tháng 10 ngày trôi qua kể từ khi 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy, nhằm ghi nhận những cống hiến dũng cảm chiến đấu với giặc lửa, mang lại sự sống cho người dân. Hôm nay mùng 10 tháng 9, 3 chiến sĩ đã được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022. Tôi cảm thấy rất là tự hào. Bạn cũng đã nhận được một cái thưởng xứng đáng với cái mà bạn đã hy sinh. Khi mà nhìn đến cái tấm bằng này, đó cũng là cái bài học cho các bạn trẻ bây giờ cống hiến cho đất nước Việt Nam, đó là điều vinh quang. Với chủ đề Bản lĩnh Việt Nam, chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022 đã vinh danh 6 cá nhân và 7 tập thể xuất sắc ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Họ đều có chung sự nhiệt huyết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và nghị lực phi thường của con người Việt Nam trong đời sống xã hội. Em gần đây rất là vinh dự và tự hào khi nhận đại thưởng. Nó truyền đạo cho em để em cố gắng phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa. Y tế cũng là một trong những cái ngành đặc thù và mình là một đại diện cho các bác sĩ trẻ tham gia chống dịch, giúp đỡ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và một số những tỉnh khác. Tôi hay thường nói đùa là đấy là một trong những khoảng thời gian quý giá nhất và ý nghĩa nhất trong suốt 30 năm cuộc đời. Khi mà mình làm tham gia chống dịch sẽ cố gắng thế nào để mình cống hiến được trí tuệ và kiến thức của mình cho xã hội. Qua việc tôn vinh các tấm gương tập thể tiêu biểu, chương trình mong muốn lan tỏa rộng rãi những việc làm thiết thực, ý chí quyết tâm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách, góp phần khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế. Qua 17 kỳ Vinh Quang Việt Nam, đến nay đã có 95 tập thể và 163 cá nhân điển hình được vinh danh. Sáng nay tại thành phố Phan Thiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chính thức công bố cuộc thi Khát vọng Việt Nam, đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045. Cuộc thi dành cho tất cả các tổ chức và cá nhân trên phạm vi toàn cầu thông qua website phanthietmicewellness.com với giải thưởng lên tới 17 tỷ đồng. Du lịch là một trong 3 trụ cột kinh tế chính của tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian qua, ngoài các sản phẩm du lịch cao cấp, lợi thế của tỉnh, thì Bình Thuận đặc biệt quan tâm loại hình du lịch mới, đó là du lịch MICE, du lịch kết hợp hội nghị hội thảo và wellness, du lịch chăm sóc sức khỏe.
việc phát động cuộc thi Khát vọng Việt Nam hướng đến lựa chọn ý tưởng, sáng kiến xuất sắc, khả thi từ các tổ chức cá nhân khắp nơi trên thế giới để quy hoạch phát triển, đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và web hàng đầu thế giới. Tôi tin tưởng rằng khi kết thúc cuộc thi, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận sẽ nhanh chóng tiếp nhận được những ý tưởng tuyệt vời, những gợi ý đặc sắc để tổ chức triển khai thực hiện thành công mục tiêu trở thành một trong những điểm đến du lịch MICE và wellness hàng đầu thế giới, giúp du lịch Bình Thuận ngày một vươn xa, khẳng định mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Cuộc thi Khát vọng Việt Nam đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và wellness hàng đầu thế giới năm 2045 sẽ diễn ra từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 17 tỷ đồng. Xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc thi, nhiều hoạt động và sự kiện mang tầm quốc tế sẽ được tổ chức nhằm truyền cảm hứng đến công chúng cũng như tạo ra sự sôi động cho ngành du lịch của tỉnh Bình Thuận. Thưa quý vị, nhạc sĩ Vinh Sử, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Gõ Cửa Trái Tim, Vòng Nhẫn Cưới, Nhẫn Cỏ Cho Em, Không Bao Giờ Rồi, đã qua đời vì ung thư ở tuổi 79 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông được mệnh danh là vua nhạc sến. Nhạc sĩ Vinh Sử gắn bó với dòng nhạc trữ tình bình dân với hơn 60 năm sáng tác, hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc được xếp vào hàng bất hủ. Có một cái điểm chung dễ nhận thấy, đó là cái sự gần gũi trong âm nhạc, trong giai điệu và trong cả ca từ đối với người nghe đại chúng. Cho nên là vì thế mà những bài hát của ông rất là phổ biến và người nghe người ta đón nhận nồng nhiệt. Nhạc sĩ Vinh Sử còn nổi tiếng mát tay khi những ca khúc của ông gắn với nhiều tên tuổi của các ca sĩ như Chế Linh, Giao Linh, Ngọc Sơn, Chế Thanh, Mai Quốc Huy. Nhiều dòng ca trẻ, những thế hệ nghệ sĩ ngày nay cũng yêu thích và muốn thử sức với nhạc Vinh Sử vì chất đời trong ca từ và sự day dứt trong âm nhạc của ông dễ chạm đến trái tim người thưởng thức. Hằng ngày xưa thì gia đình Hằng rất là khó khăn và Hằng đã được chị gái mỗi lần mà ngủ là chị gái hay hát ru mình ngủ bằng ca khúc Gái Nhà Nghèo nên Hằng rất là ấn tượng bài đó. Và sau khi mà được chú chấp nhận mà cho Hằng hát cái ca khúc đó thì Hằng thật sự là rất là vui. Và chú cũng tin tưởng mình để mà giao cho mình những ca khúc. Nên sáng nay mà nghe tin chú mất thì thật sự là Hằng rất là buồn và mình cũng cảm thấy là tiếc. Bản thân những gì mà tôi đã chứng kiến từ chú, từ tính cách, tính tình của chú ở ngoài thì mình cũng cảm thấy là một cái nỗi buồn nó rất là chân thành. Thì có lẽ tôi sẽ thu xếp để đến viếng chú. Ông vua nhạc sến Vinh Sử đã ngừng cọ cửa trái tim chính mình bằng bolero sau 10 năm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Nhưng những ca khúc trữ tình của ông có lẽ sẽ còn tiếp tục gõ cửa trái tim nhiều thế hệ người Việt. Và phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.